Vâng, thầy Đỗ Ngọc Sơn đã đưa chúng ta đến một cái overview về đọc khí máu. Thầy Sơn cũng là cái người mà chuyên về thở máy ở khoa cấp cứu, trong bộ môn hệ thống hồi sức cấp cứu, cũng chuyên về nghiên cứu sâu về khí máu. Thì với cái bài overview rồi, chúng ta thấy rất là nhiều thông số và thấy rất là phức tạp. Đến bài thứ hai này, chúng ta chỉ quan tâm đến một thông số, đó là oxy máu. Và đối với các cái bác sĩ chuyên khoa hô hấp thì tôi nghĩ rằng là các cái bệnh phối hợp thì cũng có, nhưng không phải là nhiều lắm. Đa số là đến với chúng ta là có vấn đề về hô hấp, đúng không ạ? Hô hấp là vấn đề đầu tiên. Thế cho nên là chúng ta tập trung vào cái đánh giá cái oxy và trao đổi oxy trong cơ thể. Đây là bài nó có cái phần lý thuyết và có phần thực hành. Phần thực hành thì rất là ngắn, chỉ có một thông số PaO2. Nhưng cái phần lý thuyết thì nó có thể thêm vài cái diễn giải cũng như là phần sinh lý bệnh. Thì với cái phần trình bày mà trong cái tình trạng mà chúng ta nếu mà hơi buồn ngủ một chút là chúng ta cần tập trung một tí, vì nó có một cái phương trình mà nó nhìn nó hơi phức tạp, nhưng diễn giải ra lại không khó. Bài này tôi phối hợp cùng với bác sĩ Huỳnh Quang Đại là ở bộ môn y dược thành phố Hồ Chí Minh báo cáo trong cái bài trong cái hội thảo của y học cấp cứu của hội thảo của năm ngoái. Thế thì chúng ta xem là đây là minh họa một cái đơn vị trao đổi khí ở phổi bao gồm phế nang và mao mạch và có màng phế nang mao mạch. Thì trên thực tế chúng ta thấy rằng là cái phổi của chúng ta nó có mấy cái để khác biệt để chúng ta hình dung. Một là thứ nhất, phổi không đồng nhất, đúng không ạ? Các cái vùng phổi không đồng nhất với nhau về mặt thông khí và tưới máu, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái trao đổi khí tại mỗi một lần thở ra hít vào của chúng ta cũng có thể có sự thay đổi, vì thực tế là như vậy. Nhưng trên cái hình ảnh này chúng ta khái quát hóa lên cái phần mà mang tính phế nang thì có đại diện cho phần thông khí, phần mà mang tính cái ống tròn đại diện cho phần tưới máu, để chúng ta mang tính chất đại diện. Chúng ta biết là trong tổng hòa tất cả các cái đơn vị trao đổi khí, hàng triệu đơn vị trao đổi khí, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả chung, đó là máu trở về tim, đúng không ạ? Máu trở về tim thì cái đó là cái chúng ta quan tâm. Thì trong cái phương trình này chúng ta thấy trong cái hình ảnh chúng ta thấy là có cái PaO2, nghĩa là cái áp lực oxy ở trong phế nang. Khi mà oxy được trao đổi qua cái màng phế nang mao mạch thì oxy sẽ được trao đổi vào trong hệ thống mao mạch. Áp lực oxy trong lý tưởng nhất là áp lực oxy ở trong phế nang bằng với áp lực oxy ở trong mao mạch, đúng không ạ? Sau đó thì oxy được vận chuyển khắp cơ thể qua vòng đại tuần hoàn. CO2 thì trao đổi theo chiều ngược lại qua màng phế nang mạch. Về chỗ này nhìn chúng ta phải nhìn là cái màng, hình dung là một cái màng phế nang mao mạch. Thế thì từ cái hình ảnh này thì người ta xây dựng một cái phương trình để tính cái PaO2 này, xem nó bình thường là bao nhiêu. Và sau đó thì trong khí máu động mạch ấy, thì chúng ta đo cái PaO2 này là đánh giá cái tình trạng trao đổi qua đây, đúng không ạ? Để xem cái PaO2 này với cái Pa nhỏ O2 này có cái sự khác biệt gì không. Nếu hai cái này bằng nhau thì sao? Thì oxy ở đây được bao nhiêu thì vào trong phế nang, vào mao mạch bấy nhiêu thì là rất tốt, đúng không ạ? Thì còn cái chênh lệch giữa cái PaO2 này với cái PaO nhỏ O2 này chúng ta gọi là chênh lệch giữa phế nang và mao mạch, nó là cái gradient AAO2, chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau. Thế thì để tính cái này chúng ta xây dựng cái phương trình gọi là phương trình khí phế nang. Đây là phương trình khí phế nang. PaO2 là cái phân áp oxy ở trong cái phế nang như chúng ta vừa xem, đại diện một cái phế nang ta vừa xem, thì được tính bằng FiO2 là gì? Phần trăm oxy khí thở vào, đúng không ạ? Trừ đi PI, trừ đi pH, P của nước, trừ đi áp suất của CO2 chia cho thông số hô hấp. Phương trình này là phương trình khí phế nang, phương trình tương đối quan trọng, chúng ta sẽ đi hiểu từng cái chỉ số một. Thứ nhất là PI ở đây là áp suất khí quyển ở mặt nước biển là 760 mét thủy ngân, chúng ta hít ra thở vào là 760, đúng không ạ? Thế còn PH2O chính là áp suất hơi nước bão hòa. Áp suất nước bão hòa là gì? Là chúng ta có thể hình dung rằng là đây là các cái phân tử nước mà nó chiếm chỗ của nó bay hơi, nó chiếm chỗ khí của chúng ta. Một cái căn phòng này có một cái áp suất nước bão hòa, đúng không ạ? Nếu quá cái số lượng đó thì các cái phân tử nước nó sẽ ngưng động tại thành gì? Tạo thành các cái hạt, các cái giọt, đúng không nhỉ? Những cái giọt sương, đúng không? Sương mù vân vân, tạo thành giọt và nó quá cái số lượng phân tử khí bão hòa.
Thế như vậy với cái áp suất mà hơi nước bão hòa thì ở cái mức mà 47 mét thủy ngân, như vậy chúng ta hình dung ra là cái áp lực này là do nước chiếm chỗ của các cái phân tử khí của chúng ta, đúng không ạ? Vì chiếm chỗ cho nên khí chúng ta không thể thay vào cái nước ấy được, chúng ta phải gì, trừ nó đi, đúng không ạ? Trừ nó đi. Thế thì chúng ta thấy là cái nồng độ oxy khí thở vào là FeO2 trung bình là 21%, đúng không ạ? Như khí trời như là 21%. Thì áp suất khí quyển trừ đi áp suất hơi nước bão hòa nhân với cái 0,21% là FeO2, chúng ta thấy đấy chính là cái áp lực riêng phần của oxy, đúng không ạ? Áp lực riêng phần của oxy. Và trừ đi cái, đây chính là cái số lượng cái phân tử CO2, số lượng CO2. Khi mà số lượng oxy trừ đi CO2 thì chúng ta ra cái số lượng oxy ở trong phế nang. Thông thường thì thương số hấp này là tính 0,8, phần thương số hấp này nó cũng có nhiều cái mà mình cũng áp dụng trong rất nhiều các lĩnh vực như là hóa học rồi sinh học rồi vân vân. Chúng ta hiểu đối với người bình thường, tất cả các trao đổi khí thông thường thì thương số hấp là 0,8. Đó là số lượng CO2 sinh ra khi mà một lấy được một lượng phân tử oxy và sinh ra CO2, đúng không ạ? Đây là 0,8. Thì chúng ta tính được là thông thường ở ngang nước biển, như chúng ta đứng đây được coi như là gần như ngang mực nước biển, thì cái PaO2 nghĩa là áp lực của oxy trong phế nang được tính bằng 0,21 nhân với 760 là một khí quyển trừ đi áp lực hơi nước bão hòa trừ đi CO2 bình thường là 40 như thầy Sơn vừa giảng, chia cho thương số hấp thì chúng ta được một cái đơn vị là 100 mm thủy ngân. Trên khí máu chúng ta thấy là cái giá trị thông thường của PaO2 là bao nhiêu ạ? Khoảng từ 80 đến 100, đúng không ạ? Thì đi từ cái phương trình này thì chúng ta suy ra là chúng ta có cái khoảng tham chiếu là từ 80 cho đến 100. Thế thì cái chênh lệch gradient giữa A và AO2 đấy, thì chênh lệch gradient AO2 cái oxy trong khí phế nang và oxy trong máu mao mạch thông qua cái màng trao đổi phế nang mao mạch thì được tính bằng là cái công thức mà chúng ta ước tính vừa nãy, đúng không ạ? Ước tính oxy trong cái phế nang trừ đi cái nồng độ gọi là áp suất của PaO2 đo được trong máu, trong khí máu động mạch. Thì đây chính là gì ạ? À, gradient. Chúng ta hình dung ra là tốt nhất thì là gì? Tốt nhất thì là bằng 0, đúng không? Tối ưu là bằng 0. Nhưng thực tế mà nói thì nó có được thế không ạ? Vì mất một cái gì? Có một cái màng nữa, đúng không ạ? Thế như vậy là chúng ta có thể hình dung ra là cái phân áp oxy máu động mạch chúng ta đo được ấy, PaO2 ấy, thì tính bằng cái PaO2 đo được, tính toán được trừ đi A gradient như thế này. Thế và trong cái phương trình này chúng ta có thể xem những cái trường hợp nào mà nó tăng hay nó giảm, nó làm tăng cái chênh lệch chênh áp giữa oxy và phế nang và mao mạch, để chúng ta xem là các cái bệnh lý mà chúng ta gây giảm oxy hóa máu ấy là đều liên quan đến tăng cái này cả, đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ đánh giá thêm một số các cái thành phần của phương trình khí phế nang. Trường hợp thứ nhất là giảm oxy, trường hợp giảm oxy máu động mạch. Ví dụ như chúng ta đang là bình thường là 80-100, bây giờ xuống 40 hay 60, đúng không nhỉ? Chúng ta xem là có những nguyên nhân nào. Thứ nhất là liên quan đến áp suất khí thở vào, là cái phương trình mà FeO2 nhân với cái phương trình này trừ đi áp suất riêng phần của CO2 trong máu động mạch. Ví dụ CO2 tăng lên, đúng không? CO2 tăng lên thì cái oxy hóa động mạch cũng giảm đi. Và thứ ba là cái sự khác biệt giữa oxy phế nang mao mạch chính là A gradient. Trên này trên khí máu nó ghi là DAO2, thằng thầy Sơn nhỉ? DAO2. Và chúng ta biết rằng là muốn tính DAO2 chúng ta phải đưa cái nồng độ oxy khí thở vào thì máy mới tính được. Có đúng không nhỉ? Bởi vì nó có FeO2 mà tính thì chúng ta sẽ xem lại. Thì chúng ta sẽ xem xét hơn nữa từng thành phần một. Đầu tiên là cái giảm oxy hóa máu. Giảm PO2 thì chúng ta thấy là khi chúng ta leo cao thì chúng ta có cái phân áp oxy nó bị cái áp lực riêng phần của oxy khí thở vào nó giảm đi, đúng không ạ? Tăng cái PaCO2 là trong trường hợp giảm trong khí phế nang, ví dụ như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn tăng các cái tăng khác biệt của oxy phế nang mao mạch là một cái chủ đề mà tí nữa chúng ta sẽ nhìn kỹ vào, chúng ta sẽ thấy là có ba cái bệnh lý lớn nên chúng ta sẽ xem ở đây. Thứ nhất là chúng ta đánh giá cái nồng độ oxy khí thở vào, thì đây giả sử như cái hạt đỏ là oxy, đúng không ạ? Oxy nhiều thì vào đây, những oxy mà ít đi thì đương nhiên là nó sẽ giảm đi. Đây là cái hình ảnh đặc trưng của cái độ cao. Ở đây đã có ai leo lên đỉnh Phan Xi Păng chưa ạ? Phan Xi Păng chưa ăn thua, đúng không ạ? 3142 mét hoặc khoảng vậy. Chúng ta hình dung cho là đối với cái khoảng 3000, hơn 3000 mét
thì chúng ta thấy là nó vẫn là áp lực khí quyển, tương đối áp lực khí quyển. Chúng ta đi máy bay chúng ta thấy là phi công hay thông báo cái chữ gì ạ? 10,000 feet đúng không? 10,000 feet nghĩa là gì? 10,000 feet, độ cao 10,000 feet. 10,000 feet có nghĩa là khoảng hơn 3,000 mét, khoảng 3,300 mét. Nghĩa là đối với cái áp lực đó thì nó đã là áp lực ở trong và ngoài máy bay tương đối cân bằng nhau rồi. Các bạn hình dung nha, nếu mà ở độ cao 10,000 mét mà khi mà máy bay bị thủng một cái là người hút ra ngoài ngay, đúng không nhỉ? Vì áp suất ở trong máy bay rất cao và áp suất ở ngoài máy bay rất thấp và người chui luôn qua cửa sổ máy bay bay xuống đất đó. Nhưng mà đối với 10,000 feet nghĩa là gì? Là nó đã xuống đến cái áp lực của khí quyển rồi và chúng ta có thể thò đầu ra ngoài máy bay thở trong trường hợp mà máy bay bay chậm, đúng không nhỉ? Thế thì đối với phan xi păng 3,100 mét chúng ta thấy nó vẫn là thuộc áp lực khí quyển. Nhưng nếu chúng ta lên Tây Tạng thì sao? Tây Tạng khoảng 5,500 mét, lúc đấy là gì ạ? Áp lực diên phần của oxy làm sao? Đã rất giảm rồi, 0,021 nữa, 0,19, 0,18, 0,17. Và tôi chưa lên Tây Tạng, nhưng một số người nếu như mà bệnh huyết áp hoặc tim mạch v.v. hoặc bệnh hô hấp lên Tây Tạng, chúng ta thấy là chúng ta di chuyển đã tương đối là vất vả. Bình thường chúng ta có thể leo chạy mấy bậc cầu thang đi cây số, nhưng mà lên đó chúng ta di chuyển làm sao? Nhẹ nhàng thôi, vì oxy làm sao? Đã bị giảm đi rồi. Thế và nhiều trường hợp là lên Tây Tạng chúng ta tắm chúng ta đúng không, dùng các thứ vân vân, chúng ta gắng sức chúng ta sẽ gặp vấn đề khi mà chúng ta cái gọi là altitude sickness, chúng ta phải lưu ý khi mà chúng ta lên độ cao. Trường hợp thứ hai là trường hợp tăng cái PaCO2 chiếm mất chỗ đúng không, tăng PaCO2 chiếm mất chỗ thì trường hợp này chúng ta biết rồi là giảm thông khí phế nang, ví dụ như các trường hợp mà tắc nghẽn đường dẫn khí gây ra khí phế thủng hoặc là các cái trường hợp mà liệt cơ hấp đúng không nhỉ, ví dụ như là bệnh lý mà rắn cắn này, liệt cơ hấp thì cái khả năng hít thở và khả năng thải CO2 kém. Chúng ta CO2 tốc độ thải CO2 rất là cao, cho nên cái khuếch tán của CO2 qua nàng phế mang mao mạch nó rất cao, cho nên chúng ta thấy nó có ảnh hưởng ngay. Ngoài ra ví dụ những trường hợp ví dụ như là mệt cơ chẳng hạn, đúng không ạ? Mệt cơ chúng ta thấy là tăng CO2, thì cái này cũng là nằm trong cái bệnh cảnh rất thông thường chúng ta hay gặp. Bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chênh lệch màng phế nang mao mạch, nghĩa là nó có cái tổn thương và trao đổi khí giữa cái phế nang và mao mạch thì nó xảy ra những trường hợp nào. Thứ nhất là giảm khuếch tán, nghĩa là tổn thương màng phế nang mao mạch. Ví dụ như trong trường hợp điển hình là gì ạ? Hồi sức là hay gặp là điển hình là ARDS đúng không ạ? ARDS là cái tổn thương màng phế nang mao mạch, tổn thương nó block kết luôn, bên trên bên dưới là chẳng có tiếp xúc được với nhau, không trao đổi được cái gì cả. Thế trong cái thực hành hô hấp thì chúng ta có thể gặp một số trường hợp, ví dụ như là phù phổi cấp. Phổi cấp thì nó là block phế nang mạch một phần chứ không phải tất cả toàn bộ đúng không ạ? Toàn bộ thì là thôi hỏng luôn. Nhưng ví dụ như cái vùng mà phế nang mà được bị huyết tương trào vào thì nó là block luôn. Đây dưới này là một cái nước và chúng ta không thấy có sự trao đổi giữa cái phế nang và mao mạch. Đây chúng ta gọi là thế là giảm khuếch tán. Thứ hai là sân, có nghĩa là máu đến bao nhiêu thì có bao nhiêu CO2 thì đi bấy nhiêu, không có trao đổi gì cả, không có khí ở trong phế nang. Trường hợp này chúng ta thấy là ví dụ như là có tắc nghẽn đường khí vân vân đúng không, thế rồi là viêm phổi, cái trường hợp thường gặp đây gọi là sân. Sân này thì chúng ta có thể tính toán cái DA, cái gradient này để chúng ta biết được là sân lớn hay sân bé, sân lớn này hay là bé. Sân nghĩa là oxy của máu đến phổi bao nhiêu thì oxy của máu về bấy nhiêu. Thế nếu mà sân toàn bộ phổi thì chúng ta có trao đổi không ạ? Không có trao đổi nào cả. Thật may mắn là chúng ta biết là phổi chúng ta không đồng nhất, có một số bị sân, số còn lại có thể bù trừ. Nhưng mà nếu mà sân lớn quá, cái phần mà không thông khí lớn quá thì phần còn lại không bù trừ được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái tình trạng là suy hô hấp, là giảm oxy trước, đúng không ạ? Giảm oxy máu động mạch trước, PaO2 bị giảm trước. Đây là gọi là sân. Thế thì chúng ta có thể tính toán được là trong cái sau khi cái bài này chúng ta có tính toán là cái sân lớn hay sân bé. Nghĩa là sân lớn thì là viêm phổi gì ạ? Ví dụ là viêm phổi, sân lớn thì viêm phổi đi, viêm phổi lớn, và sân bé thì là viêm phổi, có thể nhẹ hơn. Trường hợp bình thường như này. Xin lỗi. Cuối cùng là mismatch, nghĩa là cái tỷ số thông khí tới máu thì có không khí nhưng mà không có máu đến, đúng không ạ? Không có máu đến, ví dụ như trong trường hợp nhồi máu phổi hả? Đúng không ạ? Toàn bộ cái hệ thống tưới máu cho phổi bị blockage. Chúng ta vẫn có oxy vào nhưng mà không có
máu để trao đổi. Đấy là ba trường hợp điển hình của cái tăng cái gradient A lớn A nhỏ. Thế thì chúng ta đi sâu vào, chúng ta thấy là cái gradient A lớn A nhỏ được tính bằng cái phương trình khi phê nang đo được khi chúng ta tính theo công thức vừa nãy, trừ đi cái mà chúng ta measure được, chúng ta đo được ở khi máu động mạch. Cái này thì cũng giống như là chúng ta tính cái gradient cái anion gap ấy, đúng không ạ? Đấy, đây chúng ta đo được, chúng ta tính toán được, xong trừ đi cái đo được thì chúng ta ra chênh lệch. Cái này có dễ hiểu không ạ? Tương đối dễ hiểu đúng không ạ? Tính toán thì ta cứ mang ra, ta áp vào, ta tính ra là 100, còn đo được là 80 thì chênh lệch A là bao nhiêu? Là 20. Thế thì thông thường chúng ta thấy là ở bình thường là chênh lệch AA là dưới 10, khoảng từ 5 cho đến 20. Nghe nó tính 100 thì bệnh nhân thường là khoảng từ 85 đến 90. Đấy. Và cái này cũng ảnh hưởng bởi tuổi, càng tuổi thì chắc là các cái tổn thương sơ rồi vân vân nó tiến triển. Cho nên là cái chênh lệch này bằng 4, trung bình này cộng với tuổi chia 4. Nên là ông 100 tuổi thì cái chênh lệch AO2 nó sẽ là 25 cộng với 4 là khoảng 29, 30. Đúng không nhỉ? Người ta đo, người ta tính toán được 100 thì ông ấy chỉ được khoảng 70 thôi. Để chúng ta mới thấy rằng là cái khí máu ấy, oxy ở người già ấy, khoảng 6 bằng 70 hoặc 80 chúng ta cũng thấy là bình thường, bởi vì nó tăng theo tuổi. Cái chênh lệch này nó tăng theo tuổi. Và đặc biệt là cái DO2 này bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy khí thở vào. Thế thì nó tăng không tuyến tính, đúng không ạ? Khi tăng FiO2 lên mỗi 10% thì nó tăng 5 đến 7, tăng 5 đến 7. Ví dụ như là chúng ta oxy chúng ta là 21%, chúng ta tăng lên đến 31% thì cái AdO2 nó sẽ tăng lên khoảng từ 5 đến 7 thủy ngân. Và nếu như tăng lên 50-70% thì nó sẽ là bao nhiêu ạ? 50% thì là 30 nhân với 7 là 3721, đúng không ạ? Rồi 21 cộng vào đây là khoảng độ 40-50. Tuy nhiên thì nó luôn luôn dưới 70 khi mà oxy 100%. Như vậy là càng tăng lên thì cái rơi dụng đi nó càng, chúng ta hình dung là càng tăng oxy vào thì cái rơi dụng của oxy nó càng nhiều, đúng không ạ? Tối ưu nhất là cái khí trường mà trong cái cơ thể mình bình thường thì cái chênh lệch của nó chỉ là khoảng 5 đến 10 thì ngân rồi. Nhưng mà ta bơm thêm vào thì nó sẽ rơi dụng đi, đúng không ạ? Đấy, nó rơi dụng đi. Đây ví dụ chúng ta đây một cái phương án tính theo tuổi. Nếu mà vừa tuổi với FiO2 thì chúng ta có cái phương trình tính là tuổi chia cho 4 cộng với 4 cộng với 50 nhân FiO2 trừ đi 0,21. Như vậy ví dụ bệnh nhân nam 60 tuổi thở FiO2 bằng 50%, 50% tương đương với cái gì ạ? Ví dụ như thở oxy max túi khoảng độ mấy lít, 6 lít phút đúng không? Khoảng đấy. Với PaCO2 là 40 và PaO2 nghĩa là oxy máu động mạch đo được là 65. 65 này có thấp không ạ? Chúng ta nhìn qua tương đối thấp đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tính xem là cái hình dung ra là cái phương trình khí phê nang ấy là cái lúc đầu tiên đấy đúng không ạ? Phương trình đầu tiên tôi đưa ra, tôi tính thử xem, lắp cái thông số vào thì ta lấy là 760 trừ đi 47 đúng không? Cái phương trình đầu tiên ấy, 47 là cái độ bão hòa của hơi nước thì ta được 713 nhân với 0,5 chính là cái gì? FiO2 khí thở vào đúng không nhỉ? Trừ đi 40 là cái CO2 đo được của bệnh nhân đây, đúng không? Chia cho 0,8 là thương số hấp. Thương số hấp là 0,8 thì ta được là khoảng 50. Sau khi cái phương trình này tính ra thì được oxy PaO2, nghĩa là phương trình khí phê nang tính ra thì oxy là 307mm thủy ngân. Ok chưa? Cái áp vào được chưa? Thế khi đó chúng ta tính, chúng ta đo được thì là thế này, đúng không? Đúng không ạ? Và ta tính thì như thế này, thì như vậy là chênh lệch A gradient là bao nhiêu ạ? Là 307 đúng không ạ? Trừ đi 65 bằng những gì? 242. Nghĩa là chênh lệch A gradient nồng độ rất cao là 242. Nếu chúng ta lắp cái thông số này vào trong khí máu ấy, chúng ta khi chúng ta đưa thông số vào thì cái máy nó cũng tính cho ta cái số này. Nhưng mà chúng ta tính cho nó oách đúng không? Mình học qua lớp CME rồi phải tự tính cho nó oách. Thế thì bây giờ chúng ta dự đoán của bệnh nhân là bao nhiêu? Đây công thức dự đoán đúng không ạ? Công thức dự đoán là tuổi là 60 trừ chia 4 được 15 cộng với 4 là công thức đấy. Nhân với 50 là FiO2 là cái hệ số, nhân với 0,5 khí thở vào trừ đi 0,21 thì chúng ta được cái chênh lệch oxy giữa phế nang và mao mạch
dự kiến là 33. Tính cả, điều chỉnh cả tuổi, cả nồng độ FiO2 là 33. Thế vậy chênh lệch cũng lớn không ạ? Chênh rất là lớn. Như vậy là DAO2 bệnh nhân rất là lớn so với dự đoán. Như vậy là chúng ta sẽ gặp một hoặc nhiều trong gì? Ba nhóm nguyên nhân, bao gồm giảm khuếch tán khí, nghĩa là có tổn thương hay là có ảnh hưởng bởi màng phế nang bao mạch, hoặc là vi trên Q không tương xứng, nghĩa là gì? Quá nhiều khí vào nhưng mà không có tưới máu, đúng không ạ? Hoặc là kiểu sân, nghĩa là gì? Oxy trong máu đó, động mạch phổi bao nhiêu thì tính mạch phổi cũng bấy nhiêu. Đấy, gặp một trong ba cái này. Như vậy, cái điều này nói lên là bệnh nhân này có tổn thương về mặt thông khí là nặng, đúng không ạ? Ví dụ như trong trường hợp này ta áp vào luôn, ta gặp một bệnh nhân viêm phổi mà có cái khí máu như thế này, thì chúng ta thấy cái sân của bệnh nhân có lớn không? Rất là lớn. Chúng ta thấy là chênh lệch là từ 243 với 333. Nếu chênh lệch càng lớn thì cái sân càng lớn, cái mức độ viêm phổi thì làm sao? Sẽ càng nặng. Thế là chụp cái phim lên thì lại thấy coi như trắng xóa một bên phổi, đúng không? Hai phổi, hai thùy hỏng, đúng không? Thế là ta biết. Hoặc là chúng ta chụp phim lên thấy tổn thương dạng phế quản vi viêm, tổn thương đang đám phổi giải rác trong ấy chẳng hạn, thì chúng ta thấy là đây cái này sân phổi là gì, rất lớn. Như vậy là đấy, chúng ta thấy là chúng ta tính, chúng ta cũng biết được là cái mức độ tổn thương như là về khuếch tán khí như nào. Thế thì chúng ta mới có cái phương án là chúng ta tăng cái oxy lên để chúng ta cải thiện, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, thì trong trường hợp nào thì có cải thiện, trường hợp nào không cải thiện? Chúng ta nhìn lên chúng ta thấy trong trường hợp sân này có cải thiện không? Săn có cải thiện không? Vì sao? Bởi vì nó có vào được cái vùng ấy đâu. Có đúng không nhỉ? Nó có vào được cái vùng ấy đâu mà cải thiện, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có cái tiếp cận, có cái phương án tiếp cận hypoxemia trong trường hợp mà PaO2 thấp, thì chúng ta sẽ đo cái tính toán cái như cái phương trình đấy, vừa nãy đấy, chúng ta tính toán giữa chênh lệch phế nang bao mạch. Đấy, nếu như mà bình thường, có nghĩa là màng phế nang mạch trao đổi vẫn gì? Bình thường. Thì có nghĩa là gì? Giảm oxy, khí thở vào, gặp trong trường hợp nào? Leo cao, tít cao kìa, đúng không nhỉ? Leo cao, tít cao đấy. Hoặc là đông người trong bệnh phòng, trong cái khán phòng này quá, hít hết oxy của nhau thì là oxy bị giảm. Ví dụ vậy, nghĩa là gì? Nồng độ oxy, khí thở vào bị giảm, đúng không ạ? Thì trường hợp này tăng cái nồng độ oxy, khí thở vào lên có tốt không? Tốt không ạ? Rất là tốt, đúng không? Chúng ta trong trường hợp ta đi máy bay thì người ta thả cái gì xuống? Thả cái mask xuống, đúng không nhỉ? Đấy, khi mà chênh áp mất cái áp suất, đúng không nhỉ? Oxy bị giảm ở trên rất là cao như này, thì chúng ta cái nồng độ oxy rất là giảm. Thì chúng ta xử lý bằng cách là gì? Mặt nạ dưỡng khí rơi xuống trước mặt chúng ta, dùng cho trẻ em trước, sau đó chúng ta đeo mặt nạ dưỡng khí, đúng không? Hít thở bình thường, chờ thông báo mới, đúng không? Lúc nào rơi tính sau, đúng không? Đấy, thế thì đấy là một phương án giải quyết của gì? Của trong trường hợp mà giảm oxy qua máu do giảm oxy khí thở vào. Đấy, chúng ta giải quyết rất đơn giản, hít thở xong cái thì lại cười tươi như pháp, lại vỗ tay đôm đốp, đúng không nhỉ? Thứ hai là nếu mà nó tăng, nếu mà cái chênh lệch giữa cái oxy khí phế nang và oxy máu động mạch nó tăng, thì chúng ta có ba trường hợp như vừa trình bày. Một là mismatch, hai là rối loạn về thông khí, với loạn trao đổi khí, khuếch tán ấy. Ba là sân. Thì đối với hai trường hợp mismatch và rối loạn khuếch tán, thì khi chúng ta tăng nồng độ oxy khí thở vào lên thì bệnh nhân có đáp ứng. Bởi vì sao? Tăng lên thì nó nhiều, nó rơi rụng nhưng nó vẫn còn gì? Vẫn còn được, đúng không nhỉ? Chúng ta biết rằng là chúng ta hình dung ra là oxy vào mà khi rối loạn khuếch tán ấy, thì nó rơi rụng đi, nó vào ví dụ 10 phần nó vào được 5 phần, đúng không? Nhưng cho 20 phần vào thì nó phải được thêm chứ, đúng không ạ? Cho 30 phần vào nó vẫn phải gì? Được thêm nữa. Như vậy là gì? Nó có rơi rụng nhưng mà nó vẫn còn gì? Vẫn còn được, vẫn còn đáp ứng. Đấy, đối với cái chỗ tổn thương ấy, chứ không phải chỗ khác, đúng không ạ? Thế và chúng ta biết rằng là gì? Cái cơ thể chúng ta có cái sự gì? Bù trừ. Đến khi nào mà giảm, nghĩa là gì? Cái phần mà tổn thương nó đã đủ, cái phần mà bình thường nó bù trừ nó đã gì? Tương đối kém rồi, đúng không ạ? Tương đối kém rồi. Và chúng ta rất phụ thuộc vào cái phần tổn thương. Cái người mình đang khỏe mạnh ấy, mình chạy, mình hít thở, mình hụp lặn thì có làm sao đâu. Nhưng mà người mà đang khó thở ấy, chỉ cần bịt mũi cho phút thôi, đúng không? Hỏng việc ngay, có đúng nhỉ? Thì chúng ta mới thấy là cái lúc người ta đã mệt rồi, người ta đã oxy hóa máu đã giảm rồi,
các cơ chế bù trừ đã bị giảm rồi, cái phổi này bị viêm, cái phổi lành đã tăng thông khí rồi, đã trao đổi tối đa rồi mà oxy hóa máu vẫn bị giảm, thì có nghĩa là gì? Lúc đấy là rất mong manh sinh tử rồi, đúng không? Ta bơm thêm oxy vào, đúng không? Có đáp ứng thì làm sao? Tốt quá, đúng không nhỉ? Có đáp ứng là tốt quá. Thì đối với những các tổn thương kiểu mis VQ này và tổn thương khuếch tán này thì nồng độ oxy cao sẽ có giá trị. Và đặc biệt chúng ta thấy trong trường hợp ví dụ như ARDS chẳng hạn, đúng không? Tổn thương màng phế nang mô mạch ARDS thì khi chúng ta thở nồng độ oxy có khi đến cả gì? 100%. Để ngõ hầu là chúng ta gì? Rơi rụng nhưng mà nó vẫn gì? Còn có cái trao đổi khí. Đúng không nhỉ? Thế nhưng mà nếu như mà nhồi máu phổi thì sao? Nhồi máu phổi nghĩa là gì? À xin lỗi, không phải nhồi máu phổi mà viêm phổi thì sao? Viêm toàn bộ thì sao? Thế chúng ta hy vọng là cái phần còn lại nó làm việc, đúng không nhỉ? Chúng ta đưa oxy vào phần còn lại, nhưng chính vì thế cái việc quan trọng nhất của cái sân này chúng ta phải giải quyết cái nguyên nhân sân. Ví dụ như viêm phổi chúng ta phải điều trị gì? Phải điều trị viêm phổi bằng kháng sinh. Đặc biệt ví dụ như trong cái phù phổi cấp ấy mà huyết tương trào vào trong gì? Phế nang ấy, thì chúng ta có thông khí kiểu gì? Kiểu sân, đúng không? Thì làm gì có trao đổi, oxy vẫn cứ vào thôi nhưng mà nó ngập hết cả phế nang rồi, không còn oxy vào nữa. Thế và tách biệt giữa phế nang và mao mạch. Thế thì giải quyết chúng ta chỉ cần làm sao? Làm sao? Giải quyết được nguyên nhân thôi, đúng không? Giải quyết cái phù phổi thôi, làm giảm bớt thể tích tuần hoàn đi, giảm bớt máu về tim đi, cho lactic, cho lợi tiểu, tăng cường cũng có máu tim, tăng hút máu về tim là bệnh nhân có thể giải quyết được, đúng không nhỉ? Đấy. Thế thì trong cái phương trình khí phế nang này chúng ta quan tâm là chúng ta vừa phân tích các thành phần rồi, bây giờ chúng ta quan tâm đến FiO2, làm nào tăng FiO2 lên. Chúng ta có các phương tiện khí trời là 21%, thở bằng kính mũi, đúng không nhỉ? Tối đa được 50%. Nếu như bằng mặt nạ Venturi hoặc là các cái lều hoặc là các cái mask đây, chúng ta thấy ví dụ như cái mặt nạ mà không thở lại là cái mặt nạ mà có cái túi to đùng này, đúng không nhỉ? Hít vào cái tức là hít oxy cái túi vào, thở ra thì thở ra qua cái khe. Đấy coi là cái túi nó chứa để tăng cái nồng độ oxy cái thở vào. Chúng ta biết là nếu như cái canun ấy, nếu mà cái nasal canun này ở mũi này thì chúng ta chỉ có cái cây vào trong mũi thôi, đúng không nhỉ? Oxy chỉ dự trữ ở trong cái mũi này thôi. Còn ngoài ra là bên ngoài là nó không có, đúng không? Nhưng với cái mặt nạ thì cái thể tích dự trữ nó tăng lên, chúng ta thấy FiO2 tăng lên. Đây là các cái phương án mà chúng ta tăng cường cái không gian khí. Thế và đây chúng ta nhìn lại cái phương trình đấy, bây giờ sơ đồ hóa lên. Lúc nãy chúng ta phương trình, bây giờ chúng ta sơ đồ hóa lên chúng ta thấy như nào. Thứ nhất tôi nói lại là phổi của chúng ta là sẽ không đồng nhất, đúng không nhỉ? Có chỗ trao đổi bình thường, có chỗ trao đổi tổn thương và có chỗ trao đổi là nó đang cần. Thiếu cái này, thiếu cái kia. Đây chúng ta thấy ví dụ như một cái bệnh nhân mà có cái, đây là khí máu của gì? Tĩnh mạch, động mạch phổi, đúng không? Với tĩnh mạch của chúng ta đấy, đúng không? Động mạch phổi. Đấy, đây là khí máu động mạch hoàn toàn bình thường. Đây chúng ta thấy là cái lưu chuyển nó như thế này. Trong trường hợp một vùng phổi bị tổn thương, đây ví dụ như 1/3 phổi bị viêm 1/3 dưới thủy phải. Thế thì chúng ta đây là động mạch phổi, nghĩa là tĩnh mạch của chúng ta đấy. Rồi bên này là outcome, nghĩa là lúc mà máu trở về, nghĩa là tĩnh mạch phổi, nghĩa là máu trở về tim đấy. Thì chúng ta thấy cái điều gì xảy ra ở đây? Chúng ta sẽ thấy rằng là khi cái vùng này ấy, thì cái vùng trao đổi đấy, PO2 chỗ này rất là gì? Kém, đúng không ạ? Kém, bởi vì chỗ này làm gì có oxy vào, đúng không ạ? SiO2, độ bão hòa oxy rất giảm. Nhưng bù lại, cái phần này nó bù lại, đúng không ạ? Nó bù lại. Đấy, thế và cái tổng ấy, thì chúng ta thấy là với khi cái này mà càng lớn thì cái tổng này nó càng bị giảm đi, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta bơm không khí vào, FiO2 bằng 100% vào. Đấy, vào xem điều gì đã xảy ra, đúng không nhỉ? Thế thì chúng ta thấy là cái khí thở vào ấy, thì chúng ta thấy là đáp ứng rất là tốt, đúng không? Khi mà đây các cái thông khí mà bình thường ấy, thì khi bơm oxy vào, nếu mà cái vùng phổi bình thường ấy, thì nó sẽ tăng lên rất là cao tướng, đúng không nhỉ? Đấy. Và cái đáp ứng chung của cả cái phổi là tốt trong trường hợp mà khí thở vào bị giảm nồng độ. Đấy. Bây giờ sang đến cái phần mà tổn thương, bây giờ nó block hẳn đi, nó không phồng lên nữa, không vào nữa thì sao?
Thì khi đấy thì cái vùng mà tổn thương ấy không có trao đổi, đúng không ạ? Mặc dù chúng ta đưa oxy vào đây 100%, nhưng mà cái outcome ra có còn được như cũ nữa không ạ? Không được như là chúng ta dự kiến nữa, đúng không nhỉ? Vì các vùng phổi tổn thương này không có trao đổi khí. Thế bây giờ chúng ta quay sang cái thông số đánh giá không oxy hóa máu, thì các cái thông số chính như pH, PCO2, HCO3 trừ thì là thầy Đỗ Ngọc Sơn đã chia sẻ rồi. Thế chúng ta quan tâm đến những thành phần nào? Ở đây chúng ta đang nói về oxy, cho nên chúng ta quan tâm đến thành phần oxy, đúng không ạ? PaO2 là từ 70 đến 100. Vì sao con số 70 này? Vì chúng ta hiệu chỉnh theo gì? Theo tuổi, đúng không ạ? Đúng nhỉ? 100 ta tính mà. Em bình thường người già thì tính xong trừ với nhau thì còn 70, đúng không ạ? Thế còn người trẻ thì có thể 95, 100. SaO2 là 93-98%. Thế còn các cái thông số khác thì thầy Đỗ Ngọc Sơn đã nói rồi. Thì đối với giảm oxy hóa máu, chúng ta được định nghĩa là SaO2 dưới 9%, độ bão hòa oxy đấy, dưới 9%. Và PaO2 là dưới 60%. Thế PaO2 này còn ảnh hưởng bởi độ bão hòa oxy. Mà độ bão hòa oxy thì bị ảnh hưởng bởi cái gì ạ? Bởi gì ạ? Hemoglobin rồi các thứ, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng như là oxy là nguyên liệu như than ở Quảng Ninh ý. Thế còn các cái hemoglobin là các cái xe đến chở, đúng không nhỉ? Hai cái nó phải đều, than có và xe đến nó phải đủ. Thì chúng ta ở Hà Nội chúng ta có đủ nhiên liệu để chúng ta dùng, ví dụ vậy. Thế thì trong trường hợp mà than rất nhiều nhưng mà chúng ta không có đủ xe, đúng không? Đấy là hemoglobin giảm, thiếu máu đấy. Chúng ta phải đi nhanh hơn, xe là phải nhanh hơn, nghĩa là cung lượng tim phải tăng lên. Cũng chả đủ nữa thì lúc đấy chúng ta lại bị giảm nồng độ. Thế cho nên những trường hợp mà oxy hóa máu giảm mà hemoglobin giảm thì chúng ta phải làm sao? Truyền thêm máu vào, nghĩa là tăng thêm lượng xe, điều động thêm xe, các loại xe đi để chúng ta trở về. Đấy. Thế cái chỉ số VO2 lấy thì được từ cái phân tích khi máu động mạch đây rồi, đúng không ạ? Và có sự giảm dần theo tuổi thì chúng ta đã tính toán rồi. Thì trong trường hợp mà dưới 60 thì là mức độ oxy hóa máu trung bình, trên dưới 40 là nặng. Thì trong trường hợp này chúng ta đưa cái ví dụ thôi, chúng ta thấy là với VO2, với khí trời, với thở oxy kính và với thở mát thì đương nhiên là trường hợp nào là nặng nhất? Là C, đúng không ạ? Cao nhất, thở như thế mà không ăn thua, đúng không ạ? Thế thì cái tỷ số rất là quan trọng trong cái đánh giá oxy hóa máu đó là P trên F, nghĩa là PaO2 đo được của khí máu động mạch chia cho FiO2 là cái phần trăm oxy khí thở vào. Đấy, thế thì cái này rất là quan trọng trong đánh giá các cái, đặc biệt là trong gì? Thở máy và đánh giá các tổn thương như ví dụ như là gì? Tiêu chuẩn để chẩn đoán gì? ARDS là P trên F, đúng không nhỉ? F cao mà P thấp thì tốt không? F cao này cao, P thấp thì không tốt, đúng không? Thì P trên F sẽ bị giảm. F thấp mà P cao thì làm sao? Thì quá tốt, đúng không nhỉ? Thông thường FiO2 là 0,21, với PaO2 là 80-100 thì chúng ta có P trên F bằng khoảng từ 400 cho đến 500. Như chúng ta đang thở bình thường là từ 400 đến 500. Đấy là P trên F. Thế thì nó giảm đi, đúng không? Đấy, nếu dưới 300 đấy thì tỷ lệ tử vong là gần này. Dưới 300, ví dụ chúng ta thấy một cái bệnh nhân viêm phổi thở FiO2 là 50%, được oxy được có khoảng độ 140, đúng không? Thế là 140 chia cho 0,5 thì là dưới 300, 208 ví dụ thế, đúng không? 208 thì chúng ta đưa vào đây, chiếu vào đây, dưới 300 thì là tử vong như thế này. Ví dụ đấy, người ta đây là một cái overview, chúng ta nhìn thấy là cái P trên F nó ảnh hưởng đến cái tỷ tử vong như thế nào. Thì dưới 200 thì là tiêu chuẩn của chẩn đoán ARDS, đúng không nhỉ? Dưới 100 nữa thì phải càng nặng, đúng không? Thế nghĩa là chứng minh là tổn thương gì? Rất nhiều, đúng không? Sân hoặc là khuếch tán hoặc là mismatch rất là nhiều. Có đúng không ạ? Đấy, các tổn thương nhiều. Bệnh lý gì không biết, nhưng mà thấy tổn thương nhiều thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng dần lên. ARDS đây, chúng ta có mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng. Các cái thông số chúng ta đánh giá tiếp, cung lượng tim, nghĩa là tốc độ cái xe chạy đến lấy than về, đúng không? Thứ hai là cái hemoglobin, nghĩa là số lượng xe, đúng không? Lấy than về, đúng không ạ? Phần trăm sân, nghe tỷ lệ sân, nghe sân trong phổi, như là có những cái khu vực mà không có thông khí đấy. Rồi hệ thống oxy tiêu thụ. Điều trị thì chúng ta có cái tăng cung cấp oxy. Đương nhiên rồi, tất cả các trường hợp giảm oxy hóa máu, ta tăng cung cấp oxy để tăng cái FiO2 khí thở vào, cho đó tăng cái oxy phế nang. Và cho dù bị rơi dụng, đúng không nhỉ? Ví dụ do khuếch tán, do rối loạn khuếch tán vân vân, rơi dụng thì chúng ta vẫn hy vọng là tăng được gì? PaO2 và tăng SaO2 lên. Đảm bảo cung lượng tim nghĩa là gì? Số lượng và tốc độ xe đạt. Đảm bảo nồng độ hemoglobin máu là số lượng hồng cầu đi vận chuyển tốt. Giảm sân nghĩa là chúng ta có những vùng thông khí, ví dụ như chúng ta
Trong một số cứu có những cái nghiên cứu nằm sấp, thì chúng ta biết là vùng phía sau thì tưới máu nhiều hơn đúng không nhỉ, nhưng mà thông khí thấp hơn, nghĩa là nó không phân đều, cho nằm sấp xuống để tăng cái vùng thông khí, tăng cái tưới máu ở vùng vùng phía trước, mà nơi mà có rất nhiều gì, rất nhiều khí. Và cái đề tài nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công. Đấy, rồi là chúng ta cho bệnh nhân thở máy an thần giãn cơ, vân vân. Bạn em ở tôi đây là hết ạ. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta nghỉ anh Sơn nhỉ? Để làm không?